Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính trong chương trình sáng nay. Tỉnh Thanh Hóa đang triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương qua bộ chỉ số DDCI. Người dân các xã phía Tây Nam huyện Nông Cống thiếu nước sạch sinh hoạt. Nguy cơ tai nạn giao thông do học sinh điều khiển xe máy. Mở đầu bản tin Thanh Hóa ngày mới hôm nay là những thông tin kinh tế đáng chú ý. Tại kế hoạch hành động do Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành nhằm thực hiện nghị quyết 11 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, cơ quan này sẽ điều hành lãi suất phù hợp với cân đối vĩ mô, lạm phát và mục tiêu chính sách tiền tệ, chỉ đạo tổ chức tín dụng tiếp tục giảm chi phí hoạt động để phấn đấu giảm lãi suất cho vay khoảng từ 0,5 đến 1 điểm phần trăm trong 2 năm 2022 và 2023, nhất là đối với lĩnh vực ưu tiên. Các ngân hàng phải hướng dẫn tín dụng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, cho vay phục vụ nhu cầu đời sống tín dụng tiêu dùng với mức lãi suất hợp lý, không nới lỏng các điều kiện cấp tín dụng, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như đầu tư, kinh doanh bất động sản, chứng khoán, các dự án BOT, BT giao thông, trái phiếu doanh nghiệp. Ngoài ra, chính sách hỗ trợ lãi suất 2% một năm trong 2 năm 2022-2023 thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại đối với các khoản vay thương mại cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cũng sẽ được triển khai trong thời gian tới. Trong nửa cuối tháng 3 năm 2022, một số ngân hàng tiếp tục điều chỉnh tăng nhẹ lãi suất từ 0,1 đến 0,3% một năm đối với nhiều kỳ hạn. Nhìn chung, lãi suất huy động cao nhất đang là 7,6% một năm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, SCB. Tiếp đó là 7,1% một năm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam, Techcombank và 7% một năm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam, MSB. Một số ngân hàng có lãi suất huy động cao nhất gần 7% một năm như Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt 6,99% một năm, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 6,9% một năm, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh 6,85% một năm. Động thái nhích tăng lãi suất ngân hàng đang giúp kênh đầu tư này hấp dẫn dòng tiền trở lại. Theo khảo sát của trang web bấtđộngsản.com.vn, những tháng đầu năm 2022, mặt bằng giá nhiều loại hình bất động sản chưa có dấu hiệu hạ nhiệt dù đã đồng loạt tăng trong năm 2021. Cùng với đó, số liệu của Viện Kinh tế Xây dựng cũng cho thấy việc giá vật liệu xây dựng liên tục tăng trong thời gian ngắn cũng là một trong những yếu tố góp phần đẩy mặt bằng giá bất động sản lên cao, thậm chí thiết lập mặt bằng giá mới tại một số phân khúc. Đặc biệt, trong những tháng đầu năm 2022, loại hình đất nền đã thu hút rất đông người quan tâm và tăng giá chóng mặt tại nhiều địa phương. Ngoài ra, thị trường bất động sản cũng đang bị tác động bởi một số yếu tố như lực cầu dồi dào trong khi nguồn cung chưa đủ đáp ứng, các thị trường đầu tư khác như tiền ảo, vàng hay chứng khoán lại liên tục biến động, khó nắm bắt khiến giá nhà đất vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Sau 6 năm triển khai dán thẻ ETC cho phương tiện ô tô, hiện cả nước mới có khoảng 2,7 triệu trên tổng số gần 5 triệu phương tiện được dán thẻ thu phí không dừng. Tiến độ dán thẻ chậm khiến mục tiêu chuyển hoàn toàn sang thu phí tự động không dừng từ ngày 1 tháng 6 tới vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, ngoài tốc độ dán thẻ chậm, tình trạng những phương tiện đã hoàn thành dán thẻ ETC nhưng tỷ lệ nạp tiền vào tài khoản mới chỉ đạt 60%. Đây là vấn đề đáng quan ngại bởi phương tiện dù đã dán thẻ mà không nạp tiền để sử dụng dịch vụ thì thu phí tự động cũng không phát huy hiệu quả. Các chuyên gia cho rằng nút thắt trong triển khai ETC không hoàn toàn nằm ở chất lượng dịch vụ, hạ tầng hay công tác tuyên truyền, mà do hiện nay đang tồn tại song song hình thức thu phí hỗn hợp MTC và TNG. Đã đến lúc cần tính tới việc xóa bỏ toàn bộ các làn thu phí này để nhường chỗ cho làn ETC, xóa bỏ tâm lý ỷ lại, cố tình không đi dán thẻ hoặc có thực hiện nhưng không nạp tiền vào tài khoản để sử dụng của chủ phương tiện. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Bắc Sông Mã Thanh Hóa đã tiến hành thả hơn 170 kg cá giống xuống hồ Cánh Chim thuộc phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản ở địa phương.
Hồ Cánh Chim là di tích cấp quốc gia, hiện đang được chi nhánh thủy lợi thị xã Bỉm Sơn thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bắc Sông Mã khai thác và quản lý. Hồ có diện tích 27 hectare, dung tích trên 1 triệu mét khối, có nhiệm vụ tưới cho 140 hectare lúa, hoa màu, cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 195 hộ dân thuộc khu phố 10, phường Ba Đình và ngăn lũ cho vùng hạ du thuộc các phường Ba Đình, Lam Sơn, Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn. Đây cũng là nơi cung cấp nguồn lợi thủy sản đáng kể cho người dân địa phương. Việc thả cá giống xuống hồ Cánh Chim là hoạt động thường niên nhằm phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản đang ngày càng bị khai thác cạn kiệt, góp phần đảm bảo cân bằng hệ sinh thái và giữ gìn tính đa dạng sinh học trên lòng hồ Cánh Chim. Tỉnh Thanh Hóa đang có nhiều nỗ lực để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thu hút đầu tư. Cùng với không ngừng cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI, Thanh Hóa đang triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở ngành địa phương qua bộ chỉ số DDCI với mục tiêu cải thiện thủ tục hành chính từ cấp cơ sở, từ đó thúc đẩy cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Được sự hỗ trợ tích cực từ các sở ngành và chính quyền địa phương, chỉ trong thời gian ngắn, doanh nghiệp này đã hoàn tất các thủ tục về đầu tư và triển khai xây dựng dự án nhà máy sản xuất giống Hana tại cụm công nghiệp Nam Quảng Xương. Mỗi năm, nhà máy sản xuất và cung ứng ra thị trường cả nước từ 3.000 đến 5.000 tấn lúa giống và hàng nghìn tấn ngô giống các loại, doanh thu trên 50 tỷ đồng một năm. Việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đồng hành cùng doanh nghiệp của các cấp chính quyền được doanh nghiệp đánh giá rất tích cực và là động lực để đơn vị tiếp tục đầu tư thêm các dự án khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Mong rằng là các sở ban ngành tạo điều kiện cho doanh nghiệp để từng bước phát triển và đẩy mạnh các mặt hàng về lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh, và doanh nghiệp cũng sẽ cố gắng làm sao đó để trong những năm tiếp theo sẽ mở thêm được các cái hệ thống nhà máy về lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Từ những dự án lớn đã đầu tư vào Thanh Hóa, những chuyển động sôi nổi của các hoạt động thu hút đầu tư cả trong và ngoài nước thời gian gần đây cho thấy Thanh Hóa đã có những chuyển biến rất mạnh mẽ trong tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, các nhà đầu tư. Tuy nhiên, với quyết tâm cải cách thu hút đầu tư mạnh mẽ hơn nữa, tỉnh đã triển khai khảo sát chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở ngành, huyện, thị xã, thành phố và trao quyền cho các doanh nghiệp đánh giá chính quyền thông qua 8 chỉ số thành phần. Tính minh bạch và tiếp cận thông tin, tính năng động và vai trò của người đứng đầu, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, hỗ trợ doanh nghiệp, thiết chế pháp lý, tiếp cận đất đai. Theo chuyên gia VCCI Việt Nam, đây là bước tiến quan trọng để thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. Chúng ta đã qua cái thời gian mà chỉ ban hành các kế hoạch, các văn bản, các định hướng. Cái đấy cũng rất là quan trọng. Nhưng mà cái quan trọng nhất đối với doanh nghiệp và người dân hay đối với cái môi trường đầu tư kinh doanh, đấy là việc thực thi, việc thực hiện của các sở ngành và các huyện, thị, thành phố. Nếu mà chính sách tốt mà các sở ngành và địa phương nếu thực hiện cũng tốt thì nó cũng không giúp gì nhiều cho người dân và cho doanh nghiệp. Cho nên là cái đề án này thể hiện cái trọng tâm của tỉnh nhà là tập trung vào thúc đẩy cái chất lượng thực thi. Tôi cho rằng đấy là cái mấu chốt quan trọng nhất của việc tạo lập một môi trường kinh doanh thuận lợi. Hiện cả nước có 53 tỉnh thành phố đã triển khai xây dựng và phát triển toàn bộ chỉ số DDCI. Điều này nhằm thực hiện các chỉ đạo của chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Với tỉnh Thanh Hóa, trong năm đầu tiên khảo sát đánh giá DDCI đã triển khai các bước tương đối bài bản, thận trọng, đảm bảo tính khách quan, trung thực và bảo mật thông tin. Kết quả khảo sát DDCI Thanh Hóa được kỳ vọng sẽ tạo những chuyển biến tích cực rõ nét trong tư duy và hành động của các sở ngành, huyện, thị xã, thành phố, đồng thời cung cấp công cụ, thông tin hữu ích cho lãnh đạo chính quyền tỉnh, thành phố trong công tác chỉ đạo điều hành, góp phần thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút nguồn lực cho đầu tư phát triển. Dự kiến trong tháng 4, tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức công bố kết quả khảo sát DDCI năm 2021. Bản tin Thanh Hóa ngày mới xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, dự kiến trong tuần này, Bộ Y tế sẽ triển khai cấp hộ chiếu vaccine cho công dân đã tiêm chủng thông qua ứng dụng sổ sức khỏe điện tử và PC COVID. Tuy nhiên, người dân cần lưu ý một số nội dung sau để tiến hành đăng ký cấp hộ chiếu vaccine được thuận lợi. 1. Tất cả người dân đã được tiêm chủng vaccine và đã có dữ liệu trên hệ thống thì đều được cấp hộ chiếu vaccine. Như vậy, bất kể người dân đã tiêm bao nhiêu mũi vaccine
thì mỗi một mũi tiêm sẽ được cập nhật lên hệ thống và có một mã QR code. Thông qua mã QR code này, hệ thống quét sẽ hiển thị thông tin số lượng và chủng loại mũi tiêm. 2. Không phải quốc gia nào cũng công nhận giống nhau về chủng loại vaccine. Hiện nay Việt Nam đã triển khai tiêm 8 loại vaccine COVID-19 và được 17 quốc gia chính thức công nhận hộ chiếu vaccine. Tuy nhiên, chính sách nhập cảnh sẽ tùy quy định của từng nước. Một số quốc gia chỉ công nhận 3 loại vaccine có hiệu lực thì việc đi lại của người dân phải phụ thuộc vào việc chấp thuận của nước nhập cảnh. 3. Quy trình cấp hộ chiếu vaccine gồm 3 bước. Bước 1. Các cơ sở tiêm chủng rà soát thông tin người dân tiêm trên hệ thống, nhập dữ liệu lên hệ thống tiêm chủng. Sau đó các cơ sở sẽ thực hiện ký số để xác thực thông tin người dân tiêm là chính xác. Bước 2. Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế sẽ thực hiện ký số tập trung. Bước 3. Người dân sẽ nhận được chứng nhận tiêm vaccine điện tử ở trên cổng thông tin hoặc trên ứng dụng PC COVID và sổ sức khỏe điện tử. Hiện nay, còn khoảng gần 80 triệu mũi tiêm sai thông tin về căn cước công dân hoặc chưa được nhập lên hệ thống. Bộ Y tế đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh để rà soát, xác minh và nhập bổ sung các thông tin. Trong tháng 4 năm 2022, nhiều chính sách pháp luật liên quan đến tiền lương bắt đầu có hiệu lực. 1. Lương công chức quản lý thị trường dao động từ hơn 3 triệu đến gần 12 triệu đồng một tháng. Theo quy định tại thông tư 02/2022 của Bộ Tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2022, hệ số lương các ngạch công chức quản lý thị trường như ngạch kiểm soát viên cao cấp thị trường, ngạch kiểm soát viên chính thị trường, ngạch kiểm soát viên thị trường và ngạch kiểm soát viên trung cấp sẽ được áp dụng theo bảng lương công chức từ A0 đến A3. Với mức lương cơ sở hiện hành là 1,49 triệu đồng một tháng, thì lương công chức quản lý thị trường theo quy định mới dao động từ hơn 3 triệu đến gần 12 triệu đồng một tháng. 2. Tiền lương tính hưởng chế độ với viên chức quốc phòng thôi việc. Theo quy định tại Nghị định 19/2022 có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 2 năm 2022, một trong những chế độ với công nhân viên chức quốc phòng thôi việc là được hưởng trợ cấp một lần. Theo đó, cứ mỗi năm công tác được trợ cấp bằng một tháng tiền lương của tháng liền kề trước khi thôi việc do cơ quan đơn vị doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng quản lý công nhân và viên chức quốc phòng trước khi thôi việc chi trả. 3. Bổ nhiệm xếp lương giảng viên. Chỉ cần một chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp. Theo thông tư 04/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực thi hành từ ngày 19 tháng 4 năm 2022, quy định yêu cầu giảng viên có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho từng hạng 1, 2, 3 như hiện hành đã bị hủy bỏ. Thay vào đó là quy định chung, các hạng giảng viên chỉ cần duy nhất một chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp. Như vậy, việc bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục cao đẳng và đại học công lập chỉ cần căn cứ vào chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm hoặc giảng viên đại học. Sáng 28 tháng 3, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 5, Quân khu 4 đã tổ chức lễ tiếp nhận 24 trí thức trẻ tình nguyện tham gia dự án 174 Bộ Quốc phòng đến công tác trong giai đoạn 2021-2030. Phát huy những kết quả hoạt động của tri thức trẻ tình nguyện giai đoạn 2010-2020 và thực hiện quyết định số 4517 ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Bộ Quốc phòng về việc phân bổ chỉ tiêu tuyển chọn tri thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế quốc phòng đợt 1, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 5 đã chủ động kiện toàn lại Ban Quản lý Dự án 174 Đoàn 5 và phối hợp với cấp ủy chính quyền tổ chức đoàn các cấp, khảo sát nhu cầu, tuyên truyền vận động các thanh niên có trình độ từ trung cấp đến đại học, có năng lực công tác, khát khao cống hiến để tuyển chọn vào công tác tại khu kinh tế quốc phòng huyện Mường Lát. Qua sàng lọc và phỏng vấn trực tiếp, đơn vị đã thông qua Đảng ủy đoàn trình quân khu phê duyệt chính thức tuyển chọn được 24 chi thức trẻ tình nguyện đến công tác tại khu kinh tế quốc phòng huyện Mường Lát đợt 1 giai đoạn 2021-2030. Đây là những cá nhân đóng vai trò quan trọng góp phần phát triển kinh tế xã hội cũng như tăng cường củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn khu kinh tế quốc phòng của huyện. Tổ chức tuyên truyền phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, xóa mù chữ cho nhân dân, xây dựng nếp sống văn hóa mới, tham gia đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, sáng 28 tháng 3, Ủy ban nhân dân huyện Đông Sơn đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với hai hộ gia đình ông Lê Văn Tại và ông Lê Văn Hân tại khu phố Nhuệ Sâm, thị trấn Rừng Thông để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án khu dân cư và dịch vụ phía Nam quốc lộ 47, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Dự án khu dân cư và dịch vụ phía Nam quốc lộ 47 huyện Đông Sơn có quy mô 8,45 ha với tổng diện tích đất thu hồi là hơn 33,7 nghìn m2 của 48 hộ dân. Trong đó đã có 43 trên 48 hộ gia đình đồng thuận với chủ trương và nhận tiền bồi thường, bàn giao đất đúng thời gian.
Còn 5 hộ gia đình thuộc khu phố Nhuệ Sâm, thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn chưa thống nhất nhận tiền đền bù và bàn giao đất để thực hiện dự án. Để đảm bảo tính công bằng và nghiêm minh của pháp luật, Ủy ban nhân dân huyện Đông Sơn đã ban hành các quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 hộ dân. Đến trước ngày diễn ra cưỡng chế, có 3 trong 5 hộ đồng thuận với phương án bồi thường giải phóng mặt bằng nên không phải cưỡng chế, còn lại hộ gia đình ông Lê Văn Tại và ông Lê Văn Hân vẫn cố tình không nhận tiền bồi thường, buộc Ủy ban nhân dân huyện Đông Sơn phải tiến hành biện pháp cưỡng chế thu hồi đất. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công tác phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, trách nhiệm giữa các lực lượng chức năng, buổi cưỡng chế đã diễn ra an toàn về người và phương tiện tham gia cưỡng chế. Công tác cưỡng chế được thực hiện theo đúng quy trình, quy định, góp phần đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, giữ vững sự ổn định về an ninh trật tự tại địa phương, qua đó cũng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về đất đai cho người dân. Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, vào lúc 10 giờ ngày 24 tháng 3 năm 2022, tại quốc lộ 15C, đoạn qua địa bàn Bản Táo, xã Trung Lý, huyện Mường Lát, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã phá chuyên án 322H, bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển trái phép 12.000 viên hồng phiến từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Đối tượng được xác định là Len Thị Hòn, sinh năm 1983, trú tại xã Trung Lý, huyện Mường Lát. Tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ 60 túi ni lông màu xanh, mỗi túi có 200 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Bước đầu, Len Thị Hòn khai nhận đã vận chuyển thuê số ma túy nói trên cho một đối tượng người Việt Nam. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Khát nước sạch là tình trạng chung của hàng ngàn người dân ở 12 xã phía Tây Nam của huyện Nông Cống từ nhiều năm nay. Mỗi tháng, người dân ở các xã này phải tốn kém chi phí để mua nước sạch về sử dụng. Nhà không có điều kiện thì phải sử dụng nguồn nước ô nhiễm từ giếng khoan, giếng đào. Gia đình bà Đàm Thị Huấn cùng 163 hộ với 720 khẩu của thôn Phú Quý, xã Tượng Văn, huyện Nông Cống, hàng chục năm nay phải sử dụng nguồn nước giếng đào, giếng khoan có màu vàng, thậm chí có mùi hôi tanh do nhiễm sắt nặng. Nước mới lấy lên khi pha chè chuyển sang màu nâu đỏ như thế này. Khi sử dụng lâu, các thiết bị đồ dùng trong nhà bị chuyển màu đóng cặn, nhanh hư hỏng. Lo ngại ảnh hưởng tới sức khỏe gia đình, người dân ở đây phải bỏ tiền mua nước về để phục vụ nấu ăn với giá dao động khoảng 80.000 đồng một mét khối, tùy vào quãng đường vận chuyển. Nếu nhà có 4 khẩu dùng tiết kiệm, mùa cao điểm cũng hết 5 đến 6 khối nước, một tháng hết khoảng 400 đến 500.000 đồng tiền nước. Nhà đông khẩu mỗi tháng tốn cả triệu tiền nước sinh hoạt. Giếng thì là mặc dù là đào là rất sâu nhưng mà nước nó vẫn cứ vàng, cứ bị ô nhiễm á. Thì cho nên là các cái đồ dùng ở trong nhà là cái xuông, cái nồi, cái bát, cái đũa là rửa là cứ váng váng cái vàng màu vàng ấy. Cho nên là hắn rất là bẩn mà ô nhiễm. Trong khi người dân phải sử dụng nguồn nước ngầm ô nhiễm, mua nước sạch giá cao, thì dự án hệ thống cấp nước của huyện Nông Cống cho 12 xã vùng 3 vùng 4 của huyện lại đang nằm đắp chiếu. Qua gần 4 năm được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận phê duyệt gia hạn, Ủy ban nhân dân huyện Nông Cống trực tiếp làm việc nhiều lần nhưng chủ đầu tư vẫn chưa triển khai dự án theo đúng cam kết, phải hoàn thành vào tháng 9 năm 2021 theo quyết định 277 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đến thời điểm hiện tại, các hạng mục của dự án đều đang dang dở và có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù luật giao thông đường bộ đã quy định cấm người chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe máy, thế nhưng hiện nay, tình trạng học sinh điều khiển loại phương tiện này khi đến trường đang diễn ra rất phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Đêm ngày 26 tháng 3 vừa qua, tại thôn Phú Lương, xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 em học sinh tử vong, 1 em bị thương. Đây là vụ tai nạn giao thông tự gây khi 4 em học sinh cùng đi trên một xe máy bị lao xuống mương nước, dẫn đến đuối nước. Đáng nói là những nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông này đều đang ở lứa tuổi học sinh, chưa quá người và chưa đủ tuổi điều khiển xe máy khi chỉ mới 13 tuổi. Đây chỉ là một trong rất nhiều vụ tai nạn giao thông có liên quan đến học sinh điều khiển xe máy khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, có tới 55% tai nạn giao thông xảy ra với học sinh có liên quan đến xe máy điện. Qua sự việc trên cho thấy, việc điều khiển xe máy hoàn toàn không phù hợp và an toàn với lứa tuổi học sinh. Ở lứa tuổi học sinh, các em chưa phát triển đầy đủ về thể chất nên chưa phù hợp với việc điều khiển phương tiện là xe máy. Bên cạnh đó, vì chưa được đào tạo sát hạch để được cấp giấy phép lái xe, nên các kỹ năng lái xe an toàn cũng như hiểu biết về luật giao thông đường bộ ở học sinh gần như không có, cộng với tâm lý muốn thể hiện nên thường xuyên vi phạm luật giao thông. Tình trạng học sinh đi xe máy khi chưa đủ tuổi xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng trên hết vẫn là sự buông lỏng quản lý từ phía gia đình và nhận thức chưa cao của các em học sinh.
Do vậy, để chấm dứt tình trạng này, đã đến lúc mỗi phụ huynh cần nghiêm khắc hơn nữa trong việc giáo dục con trẻ. Bên cạnh công tác phối hợp với nhà trường, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho học sinh, lực lượng chức năng cũng cần tăng cường các biện pháp xử lý nghiêm học sinh đi mô tô, xe máy đến trường. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tăng cường hơn nữa tuyên truyền, giáo dục, pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong thanh thiếu niên học sinh trên địa bàn toàn tỉnh. Đề nghị lực lượng chức năng cảnh sát giao thông là tăng cường hơn nữa cái việc mà tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm đối với các học sinh tham gia giao thông khi chưa đủ tuổi mà điều khiển các cái phương tiện, xe máy trên 50 phân khối. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt.